ngước mắt nhìn trời, tôi nhìn dặn núi đồi. Ơn thiêng phù trợ không hay từ đâu tới, ơn thiêng phù trợ đến nơi từ Thiên Chúa, là đấng tạo thành trời đất với muôn vàng. Ơn phù trợ tôi ở nơi dành Thiên Chúa, người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Đức Chúa phù trợ xin hằng gìn giữ bạn, chớ nỡ ngu vui khi chân bạn siêu té. Với ít ra em Chúa thương hằng bánh đỡ, chớp mắt ngu vui người không nỡ bao giờ. Ơn phù trợ tôi ở nơi dành Thiên Chúa, người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Chính Chúa phù trợ đêm ngày gìn giữ bạn, chính Chúa bảo vệ luôn luôn kề bên hữu. Ánh sáng ban ngày sẽ không hại chi ai, vầng trăng đêm dài bạn vẫn chẳng lo ngại. Ơn phù trợ tôi ở nơi dành Thiên Chúa, người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Chúa giữ gìn ban khỏi mọi điều bất hạnh, Chúa giữ mạng ban cho an toàn trong Chúa. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lối tới, từ lúc bây giờ và đến mãi muôn đời. Ơn phù trợ tôi ở nơi dành Thiên Chúa, người đã tạo thành trời đất và muôn vật. Danh Cha sáng ngời, chiều đại mau tới, thánh y mọi nơi, địa cầu thương rơi. Xin Cha mỗi ngày hãy ban lương thực, tha tội nhân thế đừng để xa ngã, gìn giữ chúng con khỏi mọi gian tà. Anh em xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai
có một người bạn, ban đêm đến nhà mượn vài cái bánh, đãi khách đường xa mà bị từ chối. Anh em biết là dẫu ai chủ nhà không dạy cho vay, vì tình bạn hữu thì cũng giúp cho khỏi họ quấy rầy. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy. Trong anh em nếu là mẹ cha thương con cái nhà mà chẳng đứa cá lấy rắn mà cho, mặc kệ lòng nó. Anh em vốn là thế nhân gian tà, nhưng mà cho con toàn điều quý giá thì huống chi cha trọn lành trên trời. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, vì nếu ai xin thì sẽ đường, và nếu ai tìm thì sẽ thấy, nếu ai gõ cửa thì sẽ cho. Tuy viên quan kia hững hờ mọi người, không tin Chúa Trời mà gặp dân tới quấy mai nài van, đành chịu sự án. Anh em biết là Chúa thương dân người, đêm ngày kêu khấn vì vậy Chúa sẽ xử án minh oan để họ an toàn. Anh em cứ xin thì sẽ đường, anh em cứ tìm thì sẽ thấy, nếu cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, vì nếu